mụn thì thường xuất hiện ở độ tuổi dậy thì, khi mà nội tiết tố chưa được cân bằng khiến cho tuyến bã nhờn hoạt động quá mức, cùng với việc là vệ sinh da không tốt thì sẽ dẫn đến ách tắc lỗ chân lông và gây ra mụn. Tuy nhiên, thực tế với một số bộ phận khá đông những người trưởng thành cũng đang bị ám ảnh bởi mụn bọc, mụn trứng cá, mụn mủ, mụn viêm, mụn đầu đen hoặc mụn cám, mụn ẩn, mụn đầu trắng. Những cái mụn này thì không chỉ gây đau, gây khó chịu mà còn khiến cho người bị cảm thấy mất tự tin và ảnh hưởng đến vẻ đẹp của làn da cũng như là nhan sắc. Có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến mụn ở người trưởng thành, ví dụ như là căng thẳng, stress hoặc là thiếu ngủ thức khuya, trang điểm dùng những cái mỹ phẩm không phù hợp và chăm sóc da không đúng cách. Trong đó, chế độ ăn uống là một trong số những yếu tố làm mụn xuất hiện và làm mụn nặng hơn. Chế độ ăn uống không lành mạnh, ăn nhiều những chất bột đường và thiếu nước, thiếu vitamin, khoáng chất là những cái nguyên nhân hàng đầu dẫn tới mụn nhỏ. Như các bạn đã biết, chúng ta rất quen thuộc với cần tây và rau diếp cá. Đây là hai loại thực phẩm thuộc nhóm rau xanh. Vai trò của cần tây và rau diếp cá là giúp cân đối chế độ dinh dưỡng, cung cấp chất xơ, vitamin và chất khoáng. Đặc biệt là trong hai loại rau này thì đều có năng lượng rất là thấp. Ví dụ như trong 100g rau diếp cá hoặc cần tây dao động chỉ từ 16 đến 17 kcal. Bạn có thể dùng cần tây, diếp cá cân đối trong chế độ ăn của mình và hỗ trợ cho việc kiểm soát cân nặng. Đấy là lợi ích đầu tiên. Lợi ích thứ hai đó là thanh nhiệt và giảm mụn. Thành phần quercetin và isoquercetin có trong tinh dầu của rau diếp cá, nó sẽ giúp giảm viêm rất là tốt. Nhờ thế mà nó cũng sẽ cải thiện được tình trạng mụn rất là hiệu quả. Ngoài ra thì nó còn làm giảm lão hóa, làn da sẽ được kích thích tái tạo, tăng độ đàn hồi và khỏe đẹp từ bên trong. Lợi ích thứ ba đó là cần tây và rau diếp cá, nó sẽ có nhiều chất xơ, vitamin và chất khoáng. Nó sẽ hỗ trợ cho việc chuyển hóa tốt các chất dinh dưỡng, hỗ trợ tiêu hóa và giảm tình trạng táo bón. Ngoài ra thì còn có những công dụng hỗ trợ kiểm soát cholesterol máu, kiểm soát đường huyết, hạ huyết áp, bảo vệ tế bào và chống oxy hóa. Mỗi ngày, một người trưởng thành cần ăn khoảng 300g rau và 200g quả một cách đa dạng để cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người thì khó ăn đủ lượng trên vì bận rộn và khó tìm được nguồn thực phẩm an toàn, nhất là với giới trẻ hiện tại. Các loại bột rau củ được sử dụng rộng rãi bởi những công dụng tốt cho sức khỏe, tính tiện lợi cho người bận rộn và an toàn, giá cả hợp lý. Vì vậy, tôi nghĩ đó là lý do các sản phẩm bột rau củ ra đời và sản phẩm cần tây, diếp cá là một trong số đó. Các loại bột rau củ hữu cơ hoàn toàn có thể là lựa chọn phù hợp khi không ăn đủ rau củ tươi, cân bằng dinh dưỡng cho những bữa ăn vô cùng tiện lợi và giàu dinh dưỡng. Với vòng quay cuộc sống bận rộn như hiện nay thì nhiều người lựa chọn rau củ bằng cách là uống rau thay vì ăn rau. Chính vì thế, các loại bột rau củ ngày càng được ưa chuộng và trở thành giải pháp hỗ trợ cân bằng dinh dưỡng một cách tự nhiên cho cơ thể. Bột rau củ là giải pháp giúp bổ sung dinh dưỡng từ rau củ được nhiều gia đình sử dụng để đa dạng dưỡng chất, cải thiện sức khỏe và nuôi dưỡng hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Hiện nay thì các nhà sản xuất không ngừng đầu tư cải tiến, đã có rất nhiều công nghệ tiên tiến đảm bảo hàm lượng chất dinh dưỡng trong rau củ cũng như là màu này, mùi này, vị được bảo toàn một cách tốt nhất. Trong đó, theo tôi được biết thì phương pháp sấy lạnh thăng hoa là một trong những công nghệ cao cấp nhất cho phép sản xuất những loại bột rau củ có ưu điểm vượt trội như màu sắc, mùi vị, giữ hàm lượng dinh dưỡng gần như rau tươi về chất xơ, vitamin và khoáng chất. Một số vitamin tan trong nước, dễ bay hơi như vitamin nhóm B, vitamin C sẽ bị hao hụt một phần. Tuy nhiên, chúng có dồi dào trong những thực phẩm khác. Và một ly nước cam vắt ra để 10 phút thì có thể để ngoài tự nhiên, nó có thể làm mất đi 50% vitamin C rồi. Tương tự như sản phẩm diếp cá mật ong Daily Effect. Đây là sản phẩm ứng dụng công nghệ sấy thăng hoa nên đảm bảo được giá trị dinh dưỡng tốt nhất. Đặc biệt là bảo toàn được các vitamin, khoáng chất y như rau cần tây và diếp cá tươi. Tôi nghĩ nếu không đáp ứng được lượng rau củ cần thiết trong một ngày, người tiêu dùng có thể cân nhắc sử dụng bột cần tây diếp cá Daily Effect. Những người có thể sử dụng sản phẩm bột rau cần tây diếp cá Daily Effect đó là những người mà cần thanh lọc cơ thể, những người có nhu cầu giảm cân, giữ dáng, những người bệnh lý như là cao huyết áp, bị rối loạn lipid máu hoặc là đái tháo đường hoặc là bệnh gút, hoặc là những người bị táo bón, thường xuyên mệt mỏi, hay chỉ đơn giản là những người lười ăn rau và cần bổ sung thêm chất xơ, vitamin và khoáng chất hàng ngày. Đối với những người bị huyết áp thấp,
và kích ứng với thành phần là cần tây và diếp cá thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng nhé. Chúng ta có thể sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, vì mỗi nhà sản xuất, mỗi sản phẩm của họ sẽ có hướng dẫn sử dụng khác nhau. Với sản phẩm dạng bột rau, một lời khuyên là chúng ta nên uống sau bữa ăn sáng khoảng 2 giờ hoặc sử dụng trong các bữa phụ thì sẽ phát huy được hiệu quả tốt nhất. Chúng ta nên kiên trì sử dụng sản phẩm trong 1 đến 3 tháng và kết hợp với lại chế độ tập luyện, chế độ ăn uống để đạt được hiệu quả một cách tốt nhất. Ngoài ra thì bạn có thể sử dụng các loại bột này kèm với các loại món ăn khác, ví dụ như là sinh tố này, nước ép hoặc là các loại súp, các loại cháo để có thể là bổ sung thêm chất xơ, vitamin và khoáng chất. Đầu tiên, đó là tiêu chí nhà sản xuất phải uy tín. Nhà sản xuất đảm bảo các tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm, nhà sản xuất đảm bảo các quy trình và công nghệ. Tiêu chí thứ hai đó là vùng miền nguyên liệu, thì vùng miền nguyên liệu có đáp ứng được các tiêu chí về khí hậu, thổ nhưỡng, nó sẽ quyết định hàm lượng chất dinh dưỡng có trong các loại bột rau. Tiêu chí 3, tiêu chí về công nghệ, có rất nhiều cách chế biến bột rau như phơi khô thủ công, nghiền trong máy ép hoặc là sấy khô, rất nhiều cách. Tuy nhiên, hàm lượng dinh dưỡng không được đảm bảo như là lúc đầu. Hiện tại thì có công nghệ sấy lạnh thăng hoa bột rau. Công nghệ này có thể giúp tạo ra những cái sản phẩm có chất lượng tốt, thành phần dinh dưỡng như là đạm, đường, béo, vitamin, các enzyme, các hoạt chất sinh học, màu sắc và mùi vị gần như được bảo toàn và không bị phá hủy. Tiêu chí thứ tư đó là tiêu chí về cảm quan. Mọi người có thể mua về dùng thử và cảm nhận một cách cảm quan về bột, màu và mùi của sản phẩm và cảm quan về bao bì bên ngoài. Trong cái bột cần tây diếp cá của Daily Effect này có rất nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe. Trong đó có 3 thành phần chính, đó là bột cần tây, bột rau diếp cá và mật ong. Thì tôi sẽ phân tích thành phần của những cái sản phẩm này cho mọi người cùng hiểu rõ nhé. Đầu tiên đó là cần tây là một loại rau có chứa năng lượng rất là thấp và có nhiều chất xơ. Loại rau này nó sẽ rất phù hợp để có thể là giúp giảm cân, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tiểu đường và các bệnh lý về tim mạch. Cần tây thì cũng chứa nhiều các khoáng chất và vitamin, ví dụ như là magie này, sắt, canxi, vitamin A, vitamin B hay là vitamin K, giúp làm tăng đề kháng và làm đẹp da, ngăn ngừa lão hóa, sạm nám da. Thành phần thứ hai đó là rau diếp cá. Rau diếp cá chứa thành phần đó là quercetin và isoquercetin. Hai thành phần này có trong tinh dầu của rau diếp cá. Nó sẽ giúp cho giảm viêm rất là tốt. Nhờ thế mà có thể cải thiện được tình trạng mụn rất là hiệu quả. Ngoài ra thì còn làm giảm lão hóa, làn da sẽ được tái tạo từ bên trong và sẽ tăng độ đàn hồi, giúp cho chúng ta có một làn da khỏe đẹp. Thành phần thứ ba đó là mật ong. Mật ong thì chủ yếu đó là carbon hydrate chiếm 80%. Ở trong này thì sẽ có những cái loại đường tự nhiên, ví dụ như là fructose hoặc là glucose. Những cái sản phẩm thực phẩm này thì nó rất là cần thiết để cung cấp năng lượng cho cơ thể, tăng cường sức khỏe và giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ duy trì vóc dáng tốt nhất cho cơ thể. Bên cạnh đó thì sản phẩm cũng chứa rất là nhiều các loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, ví dụ như là phốt pho, kẽm, sắt, vitamin B6, vitamin B12 và có tác dụng chống oxy hóa, làm đẹp da và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và cơ địa của mỗi người mà có thể cảm nhận được lợi ích từ nước cần tây diếp cá. Hầu hết mọi người đều cảm thấy sức khỏe của mình có thể cải thiện nhiều hơn sau một tuần sử dụng, như là da dẻ sáng hơn, giảm mụn, nhuận tràng hơn, ngủ ngon hơn và cơ thể khỏe khoắn hơn. Giai đoạn tăng cường tốt nhất và hấp thu hiệu quả nhất là uống trước thời điểm khi ăn từ 15 đến 30 phút, đem lại hiệu quả tốt nhất. Mà đặc biệt, mấy bạn lười ăn rau cần thanh nhiệt giảm mụn có thể sử dụng cần tây diếp cá Daily Effect như một thức uống dinh dưỡng, cung cấp thêm chất xơ, vitamin và khoáng chất hàng ngày thì cũng rất tốt cho cơ thể. Cần tây diếp cá sẽ thải với cơ chế tự nhiên, bởi vậy khi sử dụng liên tục hàng ngày cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe. Bạn có thể pha một gói cần tây diếp cá với khoảng 200ml nước và mang theo sử dụng hàng ngày.
Như các bạn có thể thấy thì bột cần tây diếp cá này tan khá nhanh trong nước và khi tan thì tạo thành một màu xanh khá là bắt mắt. Về hương vị thì bác sĩ Tươi thấy rằng là nó rất là thơm và bây giờ bác sĩ Tươi sẽ thử xem vị của sản phẩm này như thế nào nhé. Thật sự nó rất là ngon, nó không khó uống giống như là những cái loại nước ép cần tây tươi và mọi người có thể mang theo sử dụng hàng ngày, vừa cung cấp năng lượng, chất xơ, vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể, vừa giảm hấp thu chất béo, thanh nhiệt, nhuận tràng, làm đẹp da.